Chào bà con. Dạ. Con ở bên nhà. Con đang ở bên nhà. Mời bà con mua cám nha. Cám chanh ngọt. Đó. Với chín đỏ rực cái này. Hành đúng cái bao nên mình đờ này, bao giờ như này. Em có sạp đi, anh có quay bên em có là cái đường chơi anh. Cảm ơn Lương Văn Quyền nha. Đảm nha là cái sợ cám ngay này gì mà nó khuyên trương nó ngón lên mà cám lát phèo đạm cảm ơn đạm ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Cám mới đi nói chung bắt đầu chín.
chim người dạy. Cái này là chị nên gặp qua hả? Đủ ơi, chị Tổ Nghi Lộc có phải thằng nặng ai, Nhung ai? Ai? Nhung à? Nhung đang ăn cảm tha đôi chạy tạm trục. Hai? Hai? Một chạy người ta mang hải ba lô của mình. Thằng khi tổ nghi lốc này hãy nói này. Loài đi rè nha, nhúng ngó nha, không thua cái loài nghi lốc đúng không? Ngọt không thua cái loài nghi lốc lắm nè. Cảm ơn Trâm lắm nha. Mọi người coi và chia sẻ cho cả nhà. Ai lấy đạm mày, đạm ai đấy mày? Chờ đi cho hình người ta. Ai? Hình lên nhà tổng nám, cân ảnh tên nơi mô cấn, hình hạ cái được cái đó. Cấn mô? Có nông đường ở đây.
cần ở nhà đây cho vô trong nó mượn cần nó tha cần ở nhà đây. Cảm ơn Tuấn Hành nha. Đeo rồi vô đi nhau đường quán cà phê Nam Môn nữa. Vô nhà hẳn một bên nhà Tổng Nam á. Tổng Nam cho mấy nha. Ừ. Cả ba cái này à. Ê, thử con này. Con năng đấy mà bỏ ra ăn à. Đôi. Con nhé anh em. Cân ba cái này đi, bỏ cân ra cân ba cái này đi. Cân ba cái này lại xe gian ngoài phố ta cột. Duy ơi, ấy xe có gian không? Anh bảo là khoảng 15 tấn rồi à, em ạ. À. Bảo là khoảng 15 tấn rồi. Tính cấn là bỏ nhá. Tâm lắm mới hả?